chính. Mình có một số đồ biết như là đồ nghề ha, mình phải sơ cho anh em coi trước, mình sẽ lên video bán ha. Đó. Đấy, cái này thanh lý ha, thanh lý thước bon me ha, bon me điện tử 5 cây giá 1,2 triệu. Nghe rõ hình thức mua bán đi, mình để mình dễ giao dịch nha anh em. Một là chuyển khoản, hai là ship COD. Ship COD thì anh em vui lòng đặt cọc cái thẻ cào 50 ha, còn chuyển khoản luôn thì mình sẽ bảo ship. Rồi thì đầu tiên là cái số 1 ha, giá bán 700k nè, cục pin Bana với Nati, pin trượt xài chung nha ha. Lithium 14.4 pin 5A, mình sẽ mở cho anh em coi, còn rất đẹp ha. Đã 2015 còn rất là mới. Thiếu nắp đậy thôi, bên này cũng vậy. Đó, còn rất là đẹp ha. Dưới đây tem còn QC made in Japan đàng hoàng ha. Đó, thì mình sẽ test, mình sẽ đo pin trước xong mình test sạc cho anh em coi nha. Dặn chế độ 20V ha. Nó đang là 16V 35 ha. Đo luôn trừ trừ cho anh em coi ha. Đây, cái cục sạc này mình sẽ mượn cục sạc này test ha. Ai, cục sạc này đang xài. Đó, cắm vô ha. Nó chạy quạt. Khi nào nó chớp cái đèn này chậm là gần đầy ha, còn chớp lẹ là nó sẽ đầy. Hồi nãy là 16V 3 mấy, anh em tự nhớ giúp mình ha. Rồi tiếp tục tới lát mình sẽ mở cho anh em coi luôn ha. Đó. Tiếp tục cục số 1 ha, giá 700. Tiếp tục tới ba cục 14V ha, 4.2 ha. Bán là số 2 ha, giá 1,1 triệu, ba cục luôn nha. Đó. Thì một cục nó QC ha. Một cục này QC, không có bể cái nắp trên ha. Còn đèn sạc pin thì ok hết. Đó, cục này thì nó bể cái nắp trên ha. Đó, nhưng mà mạch nó vẫn còn sống ha, pin còn sống hết luôn ha. Đây thì cục này cũng bể cái nắp trên một tí xíu nè, nghe đây ha. Đó, nhưng mà vẫn còn nhận sạc pin ok hết nè. Đó, bể miếng về anh em có tận dụng dán dán keo lại xài thì vẫn ok ha. Đó, pin thì còn đẹp, đắt 2015 ha, dưới 2013 tem là bọng một còn ha, dính dơ thì anh em về sẽ chùi rồi ha. Đây nó tem di tích lên ha, đây tem di tích, cái này còn đẹp nè. Đó, này nó dính, nó dán cái miếng thiệp, miếng kèo ghi tên người sản xuất năm gì đó. Đó, cục này với đích cũng vậy. Đó, đây ha, 14.2 ha, hai tem hai bên còn đầy đủ hết nha. Một cục nè, cái này nó gần đầy nha nè. Đó, hai cục nè, ba cục nè ha. Đó, thì cái số 2 ha, số 2 lát mình sẽ quay lại, mình sẽ test pin cho anh em coi luôn ha. Đó, số 2 này giá bán 1,1 triệu cho ba cục này ha, 4.2 ha, nghe kỹ giúp mình ha và nhớ ngày ha. Rồi tiếp tục với số 3 là một cái cuộn chì này ha, cuộn chì này giá bán là 450 ha, còn 9 lạng, cái này đúng 1 ký nhưng mình xài hết lạng rồi nha. Đó, em sẽ bỏ đằng ký nữa không, chì này như 1,5 ly. Chì này hình như là 1,5 ly, đúng rồi, 1,5 ly ha. Đó, 1,5 ly made in Japan đàng hoàng ha, cái này nguyên cuộn còn khá là mới, giá bán là 450 cho cái số 3 ha. Số 3 chì hàng 4,5 còn đẹp nha anh em, đặc biệt chì Nhật là nó có nhiều nhựa thông ở sẵn ở chính giữa ruột ha. Số 3 giá bán 450. Rồi tiếp tục cái số 4, số 4 là lưỡi cưa ha, cái này nó còn ở trong hộp luôn. Đó, lưỡi na chi Japan đàng hoàng ha, 12 lưỡi là giá 100k nha anh em. Đó, 12 lưỡi giá 100k ha. Đây mình lấy ra lưỡi mình đo cho anh em coi. Cái này thép đen nha, hoàn toàn mới chưa xài. Hoàn toàn mới chưa xài, nó trên đây nó có chữ Nachi mà nhìn khó thấy lắm nha. Đây nè. Nachi mới ra bằng ha. Nachi ra bằng
có mọc có nghèo. Lưỡi này cũng gắn thông thường là gắn cái máy cưa để cưa sắt cưa nước để mình thông dụng đây ha, cưa để thông dụng gắn máy cưa tay, mình mua cái cưa hoài cũng vẫn gắn như bình thường ha. Đó thì Nachi này ha, Nachi Tokyo sao bằng sẽ đo luôn cái này. Đó. Cái này trước cũng bán nhiều ha. Tổng chiều dài của nó là 26,5 nè ha. Đó thì cái lỗ tâm ngay giữa nó nè, tại cái cưa mình có tăng ra tăng vô được nè, 1 là 25 nè ha. Đó thì nghe kỹ lưu ý nha, 12 lưỡi giá 100k nha. Đó 12 lưỡi giá 100k. Rồi tiếp tục tới cái lưỡi cưa này là số số 4 nha nè, rồi tiếp tục tới số 5 là hai viên đá cắt ha. Hai viên đá cắt này mình bán chung là giá 300k ha. Số 5 giá 300, ở đây nó có cái miếng giấy catalo ha, một miếng phè ở đây ha. Đó đó, miếng phè đó, cái này hiệu hiệu gì nè, Lotter con tôm ha, xịn đó, trong hộp mới chưa xài luôn ha. Cái này có ghi mé giao bằng đàng hoàng luôn. À, một đá tắc lẻ 5 này nhân 2 ly này nhân 0.7 nhân 20 nè ha. Đó. Thì thông dụng gắn cái máy đá cắt nhỏ mình ha. Đây là cái cũng cái trong hộp mới vừa xài luôn ha. Có bao bì giấy rồi ok ha. Em sẽ đẩy ra cho anh em coi. Khó lấy quá. Mở ra sao. Khó lấy quá. Đây. Thì ở đây trong hộp cũng vậy ha, nó ghi nè, đó. Khá là dày nha, đó chữ nè, hiệu nè, Diamond gì ha, đó chữ Nhật. Đây thì nó có luôn cái miếng chặn ở đây ha, có cái hình mặt trời hay với mã số đây với tua chạy AS202 ha. Sẽ đo sơ một lưỡi hai lưỡi này bằng nhau nha, kích thước bằng nhau, đó đường kính đó, một tắc lẻ 5 nó có ghi vậy mà, tắc lẻ 5. Cái lỗ này thì nó là 20. Đó. 20 ha. Đó, nó có dính miếng phe 20 ha. Đó thì cái lỗ miếng phe này là nó 15, phải 15 ha. Đó thì sẽ gài vô đây ha. Đó nó gài vô đây. Nói chung là không xài cái miếng này cũng vẫn bình thường ha. Hai viên này giống nhau. Đó. Hai viên này giống nhau ha. Bỏ vô bịch lại. Cái Lotter này cực kỳ xịn ha. Đó. Mã số ký hiệu còn rất là đẹp ha. Sao bằng đàng hoàng, hai cái lưỡi này mình bán chung với số 5 mà giá 300 ha. Đây mình test pin đây, để lâu rõ ràng lắm mình mở cho anh em coi luôn ha. Đó, tại vì pin này nó khá là đẹp. Giá nó cũng cao thì mình sẽ quay kỹ cho anh em coi ha. Rồi, tiếp tục tới cái số 6 là một cái đo hơi nè ha. Ở đây thì nó có xét một tí. Đo hơi ha, cái này trọng tải nó 10 kg nè. Đó thì đặt ở đây thì nó có cái trước mình bán 180.000 thì nó mới hơn, nhưng mà nó không có ghi chữ sao băng ha. Cái này có ghi sao băng Tokyo sao băng, ở đây nguyên dòng chữ nữa ha, ở đây nó nguyên dòng chữ luôn ha. Ở đây thì hơi xét đấy thôi, đầu nó thì bằng đồng ha. Tổng chiều dài của cái cây này là 25. Đó, đi thẳng kèm theo nó một cái đo hơi nhỏ nữa. Cái đo hơi nhỏ này không biết sử dụng được hay không mà nằm trong bịch ha, cái này tặng theo thôi. Còn cái này thì mình sẽ test lên hơi cho anh em ha. Còn cái này thì không biết sử dụng sao á, tặng kèm bỏ chung luôn ha. Số 6 giá bán 180.000 cho hai món này. Rồi số 7 là cái dầu xịt hơi ha, giá 150, hiệu ở đây Asan gì ha. Cái này thì cái móc phe nó gãy là ở bên đó nó còn, còn cái này xài thì cái đầu này có thể tháo ra tháo vô được ha, có thể hút gió phủ hoài nó thổi vô được ha. Đó, cái đầu này rồi mở rời được ha. Cái này mình bao xì luôn, nó chui nó có sẵn ha, về đây để đút vô xài thôi. Đó, cái phần đầu này không là nó là 75 ha, chiều dài cái này là nó 14,5. Cái móc dây ở đây còn ha. Đó, thì cái số 7 thì giá bán là 150 cho cái dầu xịt thôi nha. Số 8 là một cái kìm cắt ống nước nè, giá 250 ha, dao băng đàng hoàng, cắt tối đa là VK với chắc phi 30 á, 30 đến 3 cái sợi này có cáp 38 gì nữa nè, của Super ha, bát dao băng đó, cao su nó thì còn dính dơ ha. Ở đây nó kéo qua lại nè, đo lại từ đây lên đây làm biết liền. À, nó tới phi 40 mấy
đó thì mình bật hết cỡ nó vậy ha, nó tới bốn mấy đó, trên lưỡi có ghi ra băng đàng hoàng ha, bóp vô nhẹ nhàng này, lưỡi nó có dính dơ tí ha, đó lưỡi cũng ghi super luôn, VKS gạch 30 ha, sát đó, banh lại lần là quay bên đây, lưỡi có dính sát một miếng thôi nha, nhưng mà chưa có mẻ, không có phần dưới này không có mẻ gì hết nha, về em vệ sinh lưỡi lại nó bóp rất là ngọt ha. Cái kim này có giá là 250 cái số 8 ha. Đây thì cục pin này nó gần đầy rồi ha.